cao tầng, nhưng mà pháp lý mà sau khi mà có vấn đề liên quan đến cái việc là chấn chỉnh vấn đề pháp lý thì gần như là đất của Nova thì nó cũng vướng. Thế nên chính như vậy là cái việc triển khai cái trong trung tâm thì chị thấy là nó cũng chững lại. Chính như vậy là chúng ta cũng thấy một cái bước chuyển mình của Nova. Đây là cái quan sát của chị thôi nhá, chi tiết để người Nova nói. Còn quan sát của chị thì là sau đó thì Nova phát triển ra các tỉnh miền trong, các tỉnh xung quanh miền trong. Và đặc biệt thì nói đến Nova thì bọn em cảm nhận thấy đó là 1.000 hecta thực sự. Kể cả Vin như ngoài này chúng ta cũng mới tiếp cận đến những cái khu đô thị bao nhiêu? Khoảng 200 mà đến 500 hecta là căng đét, đúng không? Nhưng Ocean Park nó là một cái gọi là gì đó rất là kinh khủng. Thì ở đây là Nova họ đã là cái đơn vị đầu tiên mà có 1.000 hecta dự án, mà trong khi đó là triển khai chứ không phải là trên giấy theo kiểu là đặt chỗ ăn phần. Còn nói về tiềm năng thì ở ngoài Hà Nội này, cái mảnh đất mà đem về tiền nhiều nhất cho bọn em ngoài Hà Nội là ở đâu? Là đâu? Là đâu? Ngoài ấy cơ mà. Quảng Ninh. Chính xác đúng không? Thì chị có một cái so sánh này. Về trung tâm thì chúng ta có hai cái trung tâm lớn nhất cả nước, đó là ngoài này là Hà Nội và trong Sài Gòn là Thành phố Hồ Chí Minh. Và thực sự đó là Sài Gòn, ở Hà Nội của chúng ta thì bất động sản cũng rất là sôi động, nhưng thực sự là Thành phố Hồ Chí Minh nó bị điên cuồng luôn chứ không phải là sôi động. Bởi vì là Hà Nội thì có một cái điểm mạnh rất là lớn, đó là chúng ta gần quan chức, cho nên chính vì vậy chúng ta đang gần một cái lượng tiền khổng lồ rất là lớn của các nhà đầu tư bất động sản. Tuy nhiên đó là cái vấn đề đầu ra cuối cùng của chúng ta thì nó lại không thể tuyệt vời được bằng gì Sài Gòn. Sài Gòn bắt đầu từ năm 2012 khi mà thị trường bắt đầu có sức nóng lại thì gần như đến bây giờ thì chung cư hay là đất nền các thứ nó đều tăng gấp 3-4 lần rồi. Trước đây chung cư của Sài Gòn nó cũng quanh đoạn 30-40 triệu thôi. Bây giờ mà bọn em nói chuyện trong trung tâm của nó thì không có dưới 80 triệu, còn những cái vị trí như quận nhất thì nó lên hơn 200 triệu một mét rồi. Thế thì chúng ta mới thấy là trong khi đó Hà Nội của chúng ta thì nó đang tăng khoảng bao nhiêu? Thêm nhạc nữa xin lỗi. Gọi là gấp đôi là kinh khủng lắm rồi, còn thường là chỉ đến bao nhiêu? 30 triệu bán đến 50, 60 là căng đét đúng không? Những cái sản phẩm mà cỡ mà bán được hơn 100 triệu thì nó phải là vị trí gần như là gọi là lõi của phố. Thế nên chính vì vậy là về cái nhu cầu hay là cái tiềm năng chung của miền Nam nói chung ấy, nó vô cùng thực luôn. Và cái Sài Gòn thì nó có một cái điểm đó là kể cả các nhà đầu tư ấy, khi mà họ mua xong thì các sản phẩm của họ đều khi mà bán ra rất là dễ. Và bây giờ quay lại đó là với cái hai cái trung tâm này thì chúng ta có một cái, ở Hà Nội chúng ta được hưởng lợi rất là nhiều ở cái việc đó là khi mà chúng ta đánh sâu cái thị trường Hạ Long đúng không? Bởi vì là cái nhu cầu mà nghỉ dưỡng về nghỉ dưỡng theo kiểu hàng tuần cũng là nhu cầu phát triển về du lịch ở ngoài này thì Hạ Long nó là gì? Nó là biểu tượng. Và có một cái sự so sánh là chị thấy là Phan Thiết với Hạ Long có một sự tương đồng cực kỳ lớn. Bởi vì chị biết là đây nhiều bạn chưa thực sự tìm hiểu thị trường phía Nam, thế nên chị sẽ ngôn ngữ hóa bằng cái thị trường của Hà Nội để cho bọn em rất là dễ hình dung tiềm năng của từng khu vực. Bọn em vừa nhìn thấy tiềm năng của Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh thì cái tại sao chị nói là Phan Thiết chị lại thấy nó giống với cả Quảng Ninh của mình như thế? Bởi vì sao? Thứ nhất, Phan Thiết về du lịch nó là một trong gì? Tứ trụ kinh đô về du lịch nổi tiếng của gì? Của Việt Nam. Thực ra là ngũ kinh thì đúng hơn. Nó bao gồm là gì? Chúng ta biết đến Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc và hai thị trường vô cùng lớn mà đó là gì? Hạ Long và gì? Phan Thiết. Và nói đến Hạ Long chúng ta cũng nhìn luôn cái tỷ lệ du lịch khách nước ngoài vô cùng lớn. Bởi vì nó là kiểu là gì? Nó là biểu tượng kỳ quan. Nhưng mà nói về lưu trú nhá, mà tỷ lệ lưu trú cực kỳ tốt đấy, Phan Thiết nó còn tốt hơn cả Đà Nẵng ở những cái thời điểm trước. Bởi vì 100% gần như, không phải, chị xin lỗi, nó 100% hơn hơi ấy. Nói chung là 90% là ở Phan Thiết là khách nước ngoài. Và người ta còn có một cái câu gọi là kinh đô resort. Bởi vì là sao? Vì là Đà Nẵng hay là Khánh Hòa nói chung thì nó còn liên quan đến nhiều khách sạn các thứ, nhưng bởi vì cái đối tượng khách gần như của Mũi Né nó tập trung toàn bộ là khách nước ngoài, thế nên chính vì vậy nó phát triển các hình thức là các resort để lưu trú cho những cái khách ngày xưa như khách Nga hay ở Đông Âu họ về họ lưu trú. Thế nên chính vì vậy là cả một cái dọc mà từ thành phố Phan Thiết đến cái đoạn này nó gọi là khu Mũi Né thì là toàn bộ là khu resort, được chưa? Và cái điểm thứ hai nữa là tương đồng giữa Hạ Long với cả Phan Thiết chính là gì? Chính là khoảng cách của nó so với gì? So với hai cái trung tâm lớn đó là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vì là bọn em biết là ngoài khách nước ngoài thì cái lượng khách thứ hai sẽ lớn từ đâu? Không phải từ các tỉnh ven lên cạnh mà chính từ những cái trung tâm lớn. Ví dụ như là khách Hà Nội của chúng ta, khách giàu mà muốn là gì? Lưu nghỉ dưỡng cuối tuần, đúng không? Bây giờ cái chuyện mà gọi là ngay lập tức là cuối tuần gọi là phóng xe đi, nó là cái điều hiển nhiên trong vòng 3-4 năm nay rồi. Và với thành phố Hồ Chí Minh thì trước đây người ta luôn nghĩ đến gọi là lên xe mà đi là đi đâu? Vũng Tàu. Và Vũng Tàu chỉ có một cái câu bài toán so sánh là nó giống với gì? Giống với Hải Phòng. Bởi vì ra biển ở Vũng Tàu thì bẩn, nó toàn váng dầu thôi. Và nó cũng có cái yếu tố cảng cũng giống như là ở Hải Phòng. Nói chung là mình ngày xưa ấy, dân chơi Hà Nội ngày xưa là làm gì có xuống Quảng Ninh chơi. Chơi ở đâu? Đồ Sơn. Thế nên chính như vậy là đã có khu đèn đỏ Đồ Sơn, đúng không? Thế nên chính như vậy là về Vũng Tàu nó cũng khá là giống với cả bên, nghĩa là về cái việc là di chuyển của nó rất là tiện. Thế nên nó được ưu tiên. Tuy nhiên, đấy là ngày xưa cái thời mà đi quốc lộ nó còn bé tí. Sau đó trong vòng bọn em biết là trong 10 năm gần đây, cái hạ tầng cơ sở của Việt Nam nói chung nó phát triển rất là kinh. Đặc biệt là phía Bắc của chúng ta, nghĩa là cái kết nối. Và chính vì vậy là ngày xưa chúng ta phải di chuyển xuống Hạ Long mất 4 tiếng đồng hồ. Kể cả bây giờ chúng ta đi đến Phan Thiết nó cũng rơi vào tầm 3 tiếng rưỡi 4 tiếng, chứ cũng không để gần hơn. Nhưng cái mà chính là khiến cho Hạ Long của chúng ta lên một cái tầm cao nữa trong thời gian vừa rồi chính là gì? Đường cao tốc, đúng không? Cao tốc Hải Phòng Hạ Long. Thế nên chính vì vậy là chúng ta rút ngắn cái khoảng cách xuống 1 tiếng rưỡi mà đâu đó chúng ta đi loanh quanh thì vẫn khoảng 2 tiếng là chúng ta đến xuống đến Hạ Long. Và 2 tiếng là một cái con số lý tưởng để tất cả khách hàng họ đi, họ có thể gì? Sẵn sàng di dịch. Và cái Phan Thiết đó chính là gì? Chính là cái con đường cao tốc mà lúc nãy anh có nói cho bọn em nghe mà cách cái dự án của mình 11 cây tính từ cái điểm bờ biển đấy. Đó, thì là cái đường cao tốc đấy nó sẽ giúp cái ngắn khoảng cách mà từ thành phố Hồ Chí Minh đi ra Phan Thiết chỉ còn 2 tiếng. Và chính vì vậy là tại sao mà khi chị nói đội giám đốc là nếu mà để đầu tư là chị thích Phan Thiết hơn, là bởi vì thực sự là một khi cái đường cao tốc này xong thì 100% trả, nghĩa là gì? Tất cả sẽ di dịch về chỗ Phan Thiết thôi. Bởi vì Phan Thiết nó không chỉ là cái vấn đề về lúc nãy hai yếu tố đấy, thực ra là khi bọn em vào bọn em mới cảm nhận được. Phan Thiết thì nó, bọn em hiểu nó ở phía vùng trong và nó ở cái đằng này nó lại không có một cái tí liên quan đến công nghiệp hay hút dầu gì cả. Thế nên bờ biển nước ở trong Phan Thiết nó vô cùng trong và cái màu xanh của nó thì phải nói là khá giống màu xanh của Địa Trung Hải. Và đặc bởi vì là nó còn thêm một cái nữa đó là Phan Thiết còn nổi tiếng với những cái đồi cát. Thế nên chính như vậy là khách nước ngoài họ cũng rất là thích những hoạt động đấy, khách Việt Nam cũng vậy. Và chính vì vậy khi mà chị khi mà đi du lịch nước ngoài ấy, chị thấy thực sự là một trong những cái vấn đề nó ảnh hưởng đến cái màu sắc đấy, nó liên quan đến cái việc là kể cả những cái vùng đất mà có nhiều cái cát vàng như thế, bọn em thấy cái màu xanh của cái nước ấy, bao giờ nó được phản chiếu, nó trông nhìn nó cũng kiểu xanh, màu xanh, nó gọi là xanh gì nhỉ? Ở cái xanh da trời mà kiểu như Địa Trung Hải ấy, khó tả, nhưng mà nói chung là vô cùng đẹp. Bọn em chụp ảnh ở đây là check in là như Hạnh là vô cùng thích ấy, kiểu như trời Tây luôn đấy. Đó, thế nên chính vì vậy là nói về tiềm năng của Phan Thiết là chúng ta nhìn thấy là nó gì? Chỉ cần cái con đường cao tốc này ra thôi là cái là gần như là cái tiềm năng của nó không còn chối cãi. Và chính vì vậy thì thực ra là nói thì cái này nó hơi đương nhiên chứ còn ai cũng biết tiềm năng của nó. Và chính vì vậy là Phan Thiết họ được khởi công đến sân bay là cái sân bay gì? Sân bay quốc tế, bởi vì là họ định hướng trong việc là phát triển khách nước ngoài. Bọn em có thấy không? Từ Phan Thiết đi lên trên này gần Nha Trang cũng gần, nhưng mà tại sao Phan Thiết lại được sân bay quốc tế? Thì cái này cứ đọc đi và tìm hiểu là sẽ thấy. Mà thực ra những cái gì chị nói vừa rồi là các em hiểu vì sao họ có sân bay quốc tế. Và cách đây hơn 1 năm có một cái sóng là vào đầu năm, cách đây 2 năm chứ nhỉ? Cách đây 2 năm là có cái sóng là cái gì? Khởi công sân bay, đúng không? Và lúc đấy ai cũng biết đến tiềm năng của Phan Thiết, nhưng tuy nhiên là nhiều người bị sợ. Bởi vì sao? Sóng với kinh khủng. Bởi vì đợt đấy các bạn đấy, chị cũng vào đợt đấy, chị cũng vào để đi đầu tư, nhưng mà tất nhiên là chị vào tìm hiểu chứ chị không mua cái đất đấy. Nó là bán đất ở sân bay. Các em phải tìm hiểu, bởi vì khi em nói về Phan Thiết khách hàng sẽ bảo ui chung đấy sốt ảo, thì phải hiểu vì sao nó sốt ảo. Thì ở trong đấy cái thời điểm đấy là nó bán những cái đất ở gần sân bay và nó vẽ lên cái câu chuyện đó là nó bán đất khoảng 1 triệu và nó bảo là cứ sang tay mua rồi một ngày nó lên 1,5 triệu, 2 triệu lên, rồi có thời điểm nó lên được 3,5 triệu kiểu như thế. Nhưng mà gần như trong thời điểm đấy toàn là các ông ôm cọc và lướt cho nhau thôi. Và cái câu chuyện đó là gì? Mua mấy ngàn mét vuông, mua mấy công đất để làm gì? Để sau này để xây resort ở đấy mới là để làm gì? Để làm homestay. Nghe vớ vẩn đó, vớ vẩn vãi cái đáy luôn. Bởi vì là ở tít ở trong sân bay ở đấy, nó không phải là như cái bài toán của Long Thành mà chị đã chia sẻ với bọn em, mà nó là bài toán của sân bay ở đấy không ai ở cả. Và chỉ vì là ở đấy nó có đất có thể chuyển lên thổ, và hoặc là nó bán với diện tích to với giá rẻ, thế các ông xông vào. Con phải hiểu một điều là tiềm năng của Phan Thiết nó quá kinh khủng, nên thành ra là tất cả những cái vị trí mặt biển, nếu ông nào ngày đấy mua lướt thì bây giờ đều chết, bởi vì nó liên quan việc là nó đều có quy hoạch và có quy hoạch trùng. Thế nên thành ra là mua lừa nhau thôi, còn sau đó là chết. Nhưng mà vấn đề nó là mảnh đất mà giống như chúng ta đã từng bán những cái dự án như kể Habu Bay hay là Aqua, nó còn tăng giá, thì cái tiềm năng ở đây kinh hơn. Bởi vì bọn em biết là lượng dân ở trong Sài Gòn vô cùng đông, và cái nhu cầu ăn chơi giải trí của họ cao hơn nhiều. Thế nên chính vì vậy là chưa nói đến khách nước ngoài, kể cả khách nội địa thôi, thì Nova ở Phan Thiết nó đã là một cái gì đó rất là kinh khủng rồi. Còn về cái thêm một cái, ví dụ như anh em biết đến cái Hồ Tràm ở ấy đúng không? Nói thật luôn là sống quá. Nhưng mà vấn đề là đối với để cái việc ra biển thì chỉ có ở đấy thôi, còn không nó phải ngược lên hẳn Phan Thiết, Nha Trang. Và Nha Trang thì bọn em biết nó lại là nằm ở giữa của Việt Nam thì nó quá xa rồi. Thế nên chính vì vậy là Phan Thiết nói thật luôn, nó là nó gần như là điểm duy nhất người ta nghĩ đến khi mà nó đã lên được cái cao tốc gì Long Thành Dầu Dây. Về biển thì bọn em đến thì bọn em đi thấy đẹp, mặc dù ở đây nó là kinh đô resort, nhưng mà bởi vì nó ảnh hưởng bởi cái vấn đề là nó khi là xói mòn. Thế nên chính vì vậy là ở chỗ này nó toàn bộ nó lại là bờ kè. Ở đây là không có, gần như là không có không có bờ biển để ấy đâu, kiểu như là gì để bơi, kiểu nói chung là không có bờ biển như các dự án mà hay là các nơi bọn em đi đâu. Mà ở đây nó là gì, ở đây có cái vòng này, ở chỗ này có một cái dự án thì quên mất rồi, nó là một cái ở Xi Linh nó cũng có một cái, nghĩa là bởi vì nó bị như thế nên người ta làm một cái kè vòng tròn ấy, giống như ở trong cái đường Phạm Văn Đồng ở trong Nha Trang ấy. Với cái nghĩa là nó chỉ cần có một cái tí bờ gọi là làm bờ biển đấy thôi, còn lại nó lại vô cùng hay này. Phan Thiết là ở đây đúng không, ở thành phố Phan Thiết ở đây, thì đi từ phía này à mà mình cảm ứng ạ, xịn thế. Được chưa? Từ đây nhá, đi ra đây là Mũi Né, cái điểm này chính gọi là Mũi Né này. Còn từ đây đi ra đây ra Mũi Kỳ Gà, mũi cây gà đấy, có cái ngọn hải đăng cây gà ấy. Thì chính là bờ biển Tiến Thành. Bờ biển này thì lại vô cùng đẹp, là bởi vì bãi cát của nó là thoải, cát trắng. Còn tất nhiên bọn em phải hiểu này, tất cả những cái bãi biển mà khi mà đi vào vận hành nó có liên quan đến họ phải lọc lại cát để cho nó sạch thêm. Thực sự là cát ở đây rất là trắng, rất là đẹp. Thì nói thật là đợt đấy khi chị đi vào tìm hiểu tiềm năng này thì chị thích luôn cái đoạn này. Cái thời điểm chị thế là xong, tuy nhiên và lúc đấy là đây cái dự án Nova, và lúc đấy chị tìm đất là ở đây để chị mua, bởi vì mình thấy nó đẹp quá. Mình mà chơi trong Phan Thiết thì chỗ này nó phải là số 1 rồi, bởi vì bãi biển của nó quá đẹp, đã thế là còn đi về giao thông của nó là đỉnh cao luôn. Mình cứ khi ăn thua gì. Thì lại thêm một cái nữa là gì, Nova có 1.000 hectare ở đây, được chưa, nó quá là khiếp. Còn thế nên chính vì vậy là nói về các chủ gần như này rất là hay ở đây, là mình ông Nova ông làm hết. Và chị chưa bao giờ gặp một cái dự án nào mà 1.000 hectare, thường nó phải đâm vào trong, thì ông ấy chơi 1.000 hectare chạy 7 km bờ biển. Và gần như nó chỉ nó địa hình của nó lại là như này, từ cái mặt này thì là biển nhá, coi như đằng này là biển, còn bên này nó là gì, gọi là núi thì hơi kinh nhưng mà gọi là đồi thoải như này. Thế nên với cái địa hình này mà làm dự án nữa thì sau này gần như đây bọn em nhìn thấy không, sẽ gia tăng được cái số tỷ lệ view biển. Ngoài ra thì gần như là nó làm cho cái cả khu này, kể cả sau phát triển những khu sau, khu nào cũng đẹp luôn. Và có một điều vô cùng hay khi mà làm việc với Nova đó là gì, tất cả các sản phẩm vốn, ví dụ nói các chủ tư lớn bọn em nghĩ là bán cạn giá, thì có một cái điểm là với Nova thì họ luôn có một cái mức giá cho các nhà đầu tư đến trước và nhà đầu tư đến sau. Nói thẳng bây giờ bọn em đang bán ở mức giá khác cách đây hơn một năm, nó khác nhau rồi và sẽ còn khác hơn trong cái thời điểm của, bởi vì chị cũng đã tìm hiểu Nova từ cách đây hơn một năm. Lúc đấy mà cái thời điểm công ty mình cũng định hợp tác ấy, các anh có nhớ và năm ngoái chúng ta có chia sẻ nhau là khả năng thôi đấy. Thì các bạn chất là kể cả Aqua City hay Nova Phan Thiết thì chị đã đều thấy nó tăng giá rất là nhiều so với thời điểm trước, nhưng mà những cái lộ trình tiếp theo của chủ tư nó còn ra hơn nữa. Bởi vì nói thật luôn bọn em ấy, với cái tiềm năng của Phan Thiết như này mà thực ra là bây giờ vẫn còn những cái căn mà cả xây mà khoảng bao nhiêu hơn 5 tỷ cũng có đúng không? Hơn 5 tỷ đến khoảng trung bình 7 tỷ mà vẫn có. Thì bọn em thấy nó giá nó hấp dẫn không? Hấp dẫn không? Mà vấn đề là ở bờ biển, ở gì? Ở sát biển. Bởi vì bản chất là nó xin được cái mảnh đất gọi là gì? Quá kinh khủng luôn, quá đẹp luôn. Gần như kể cả bên trong thì cũng chỉ là đi bộ vào thôi là ra biển rồi. Đấy. Thế nên nói về tiềm năng của Phan Thiết thì thực sự luôn là chẳng qua là vì là nó liên quan đến việc là gì? Vì gì? Nói thật là cũng liên quan một phần là liên quan một cái sốt ảo kia. Thế nên nhà đầu tư hơi có sự đề phòng. Chính vì vậy nhà đầu tư lại gì? Khi nói về tiềm năng Phan Thiết mà chúng ta đưa ra một cái sản phẩm chủ tú lớn và nó rất thực, tức là có thể bàn giao nhà ngay trong những cái năm từ 2022, 2023. Người anh ấy bảo 6 tháng là bàn giao được 500 căn. Thì đây là một cái tiềm năng rất là lớn. Chưa kể sân gốc hay các thứ. Về chi tiết dự án thì chị nói luôn là người nắm rõ sẽ là bên phía chủ đầu tư cũng như là ekip sẽ chia sẻ. Còn chị sẽ trình bày cho bọn em để bọn em hiểu về cái tiềm năng của nó. Đấy. Đó, lúc nãy còn một cái tiềm năng gì Địch nói nhỉ? Nói chung là với Phan Thiết thì chị thấy thì quá tuyệt vời rồi. Không còn nghĩ gì nữa. Em có muốn hỏi gì về tiềm năng các thứ hay nào không? Sao? Có thấy tiềm năng không? Phan Thiết không có đảo gì không? Có đảo không? Không. Thế nên là biển các thứ là chỉ bao chính xác. Thế nên tại sao nước ở đây nó rất là nước nó rất là trong, và vấn đề là nhìn nó mới rất còn cái đảo đấy không nói, nhưng mà nó ý rằng ý của ấy là nó có bị kiểu không bị che chắn cho em review không có bị chân trời luôn. Để ý em hỏi là cái, hầu hết là biển các thứ nó sẽ tập trung ở đây hết chứ không phải là Phan Thiết là cứ chạy, nghĩa là cái bờ cái diện tích cái diện tích của Phan Thiết mà tiếp giáp biển là cực kỳ nhiều. Đó. Vậy là nào anh em chào vào đấy thì hết. Sao anh em có hỏi gì về tiềm năng nữa không? Có một cái điều vô cùng hay đây này. Tại sao mà cái tiềm năng ở đây chúng ta có thể thấy là trong vòng 3 năm nữa là gần như cái tiềm năng của Phan Thiết nó gọi là một sự trỗi dậy. Là bởi vì khi mà các em biết là cái cao tốc nó nối thì nó kinh khủng như nào đúng không? Bởi vì đây này, có một cái điều rất là hay là trong Sài Gòn thị trường rất là thực. Miền Nam nói chung thị trường rất là thực. Nhưng mà khi đi vào tìm hiểu toàn bộ cái khu vực phía Nam thì hạ tầng phải nói là vô cùng tệ. Tệ kinh khủng luôn. Bọn em cảm giác nhá. Ví dụ như là cách đây chúng ta cũng chỉ trong vòng khoảng tầm 6 năm gần đây thôi, tự nhiên nhé, xuất hiện những cái con trong vòng 10 năm gần đây tự nhiên. Nói thật nhá, đến bản thân chị là người ở Phú Thọ, mà trong đó tự nhiên mình mới phát hiện ra là có con đường gọi thi công, xong lại nối thẳng sân bay đi về, xong lại nối ra cao tốc. Thực sự nghĩa là đến mình là cái người mà ở đấy, nhưng mà nghĩa là mọi thứ nó đến đôi khi nó rất là gì? Bất ngờ. Giống như là những cái đường cao tốc của chúng ta đi Thái Nguyên, cao tốc đi đâu? Đi Hòa Lạc cũng mới bắt đầu 1 năm rưỡi, gần như nhiều người bảo hóa ra là trên này có cao tốc à, đúng không? Xong hay là cái việc mà Hạ Long, Hải Phòng các thứ đường cao tốc làm rầm. Nhưng mà ở trong Sài Gòn ấy phải nói tiềm năng của nó thì kinh khủng. Vũng Tàu, Phan Thiết đây là gì? Đà Lạt chính là dòng dây Liên Khương ấy, đúng không? Hay là gì? Hay là nối đi đâu? Nối ra cái đoạn chỗ bến xe mình thấy nhỉ? Nó gọi là gì? Long Thành đó. Được chưa? Thì nghĩa là gần như là cái tiềm năng để phát triển nó kinh khủng nhất. Long Thành thì là một sân bay 1.000 hectare rồi, rất là hoành tráng nhá, đúng không? Rồi Đà Lạt thì nó giống như là Sapa của chúng ta, nhưng mà nhiều người đi Đà Lạt cũng bảo thích hơn cả Sapa, đúng không? Bởi vì là nó là một cái cao nguyên trên thung lũng và không khí của nó là ổn định liên tục. Lên đấy là không khí nó khác hẳn luôn. Thì đấy là thì tất cả những cái vấn đề về giao thông ở Sài Gòn gần như nó họ ở cả miền Nam ấy, thì là những cái con đường này nó đều đã được phê duyệt rồi, và gần như là nếu bọn em đọc báo ấy, những cái việc khởi công của nó ấy, chỉ trong vòng bao nhiêu gần như là 3 đến 5 năm tới là bắt buộc phải hoàn thành, đều đang trong quá trình thi công và đang thì có những cái đoạn này đã làm và kết nối đoạn kia. Thế nên chính vì vậy là với cái việc mà giao thông của Sài Gòn hoặc của miền Nam nói chung trong vòng 3 năm tới thì tất cả những cái khu vực du lịch liên quan gọi là kết với nó, thứ nhất là Phan Thiết là số 1, thứ hai đó là Đà Lạt, thứ ba là gì? Long Thành là số 1 thì nó gần nhất rồi. Đấy, nghĩa là những cái đoạn nối gần nhất như thế nó sẽ khiến cho gần như là cả cái tiềm năng của miền Nam nói chung sẽ lên một cái tầm giá mới cho tất cả các sản phẩm. Đấy, bọn em phải tìm hiểu về cái giao thông, bọn em để cho khách hàng thấy là tại sao cái cao tốc này nó sẽ hoàn thành trong vòng cái thời gian mà 3 năm. Đúng không anh? Có phải 3 năm không? 2 năm hay 3 năm nhỉ? Khoảng 2 năm á? 3 năm cũng được à? Đầu tư ở đây quan trọng gì? Ok. Thôi chị chỉ có những cái chia sẻ đến đấy, còn lại